bật lửa cối Pháp nha anh. Đây là cây cối Pháp, chất liệu là đồng khối, hoa văn của nó là hoa văn caro. Đây, hoa văn caro nha anh, đó, hoa văn caro, caro hai mặt luôn đó. Em để cái điện thoại để cho nó đứng xuống để mà quay cho anh dễ coi. Cối Pháp ha, hồi xưa người ta xài bằng dầu hôi, bây giờ mình xài bằng xăng Zippo. Mấy anh muốn xài chỗ mà anh không có xăng Zippo thì cứ xài dầu hôi bình thường, rất là nhảy lửa ha, lửa 10 lên 10 đó. Nhìn cái bánh xe của nó là biết là hàng hàng chất rồi mấy anh đó. Nhìn cái bánh xe của nó này rất là chất nha. À, nó không có mọc gì hết, nhưng mà nhìn cái bánh xe của nó là mình biết hàng Pháp đó. Hàng Pháp hồi xưa nó làm mà không có mọc gì đâu hết nha mấy anh đó. Nó hồi xưa nó làm mà có cái là hãng nó dập, có cái là hàng thủ công, cho nên là đa số là nó sẽ không có mọc, đa số 90% nó sẽ không có mọc hàng Pháp á đó. Cái này hồi xưa ông bà mình xài dầu hôi, bây giờ mình xài xăng đá Zippo, hoặc là mang mua mua về mang tặng ông bà mình, ông bà mình rất là thích nha. Chất liệu là đồng khối nha, đó, chất liệu là đồng khối đó, thấy không, chất liệu là đồng khối rất là dày dặn mà đó. Chất liệu là đồng khối ha, ruột đồng, vỏ đồng, kể cả cái cần này cũng là đồng luôn. Bánh xe của Pháp á, thì nó rất là chất, thằng Trung Quốc nó không có nhái được cái loại thép này đâu mà anh. Đó, hoa văn của nó là hoa văn caro, đây caro nổi trên thân đó, caro nổi trên thân. Nó có cái dòng này giữ xăng rất là lâu nha mà, nó có cấn gì đó là bình thường thôi, người ta cả trăm tuổi rồi nó cấn một vài chỗ cối mà, cấn một vài chỗ là bình thường thôi nha mấy anh. Chứ đừng có đòi hỏi em ơi nó phải new, nó phải mới này kia, new mới đi mua China mà xài đó mấy anh nè. Đó, thấy không, rất là đẹp. Nói chung là cơ bản như vậy, hàng cối Pháp xưa mà được như vậy là còn rất đẹp rồi nha mấy anh đó, đừng đòi hỏi hơn nữa nha, còn như vậy là còn rất đẹp rồi à, đó, còn như vậy là còn rất đẹp rồi nha mấy anh. Kích cỡ so với cái thuốc này, cối thì mấy anh khỏi lo đi, kích cỡ nó là như vậy đó, giữ xăng rất là lâu, dòng cối giữ xăng rất rất là lâu. Mà anh muốn xài một cái bật lửa mà vừa cổ, vừa có độ bền theo thời gian, mà vừa giữ xăng lâu, vừa có giá trị sưu tập, thì lấy cối Pháp là y bài luôn, xài rất là bền nha mấy anh.